Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giúp bạn làm chủ CSS Design. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài tiếp theo trong chuỗi series Photoshop cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ đến một bài học về cách chuyển đổi giữa những hình ảnh đang mở và cách xoay nó, xoay những cái view để chúng ta có thể thao tác trên những hình ảnh đang mở. Bây giờ chúng ta hãy mở 5 cái hình ảnh trên Photoshop như trong các bài trước mình đã chia sẻ cách mở như thế nào. Các bạn thấy trên màn hình thì đây là 5 cái hình ảnh mà mình đã mở trên Photoshop, và mỗi hình ảnh được mở thì nó sẽ là nằm trong một cái tab để chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Và các bạn có thể di chuyển những mở những tab này bằng cách là kích chuột vào những tab đó, hoặc các bạn là có thể là nhấn control tab để chuyển đổi giữa các tab. Tức là các bạn có thể nhấn nút control và nhấn giữ control và giữ những tab trên bàn phím thì chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại giữa những tab. Và đồng thời khi mà các bạn nhấn giữ thêm phím shift và nhấn tab control shift tab thì nó sẽ là chuyển tới cái tab phía đằng trước. Như các bạn thấy trên màn hình, chúng ta nhấn control tab á thì nó sẽ di chuyển đến tab đằng sau, thì nếu nhấn control shift tab thì nó sẽ lên cái tab đằng trước. Và bây giờ chúng ta hãy vào Windows, vào View, vào Windows, chọn là Arranger, chọn là To Up Vertical, nghĩa là chuyển đổi cái cơ sở làm việc thành hai cái view theo chiều dọc. Bây giờ là các bạn thấy khi cái không gian làm việc chúng ta đã chuyển thành hai cái view trái và phải. Các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tab trong cái view bên trái và những tab trong cái view bên phải. Và ở đây các bạn thấy bên góc phải của cái view bên trái thì các bạn thấy là dấu hai dấu mũi nhọn này. Khi các bạn kích vào thì chúng ta chọn cái tên của cái file ảnh chúng ta mở thì nó sẽ xuất hiện trên cái nó được kích hoạt và được active trên cái view chúng ta đang hoạt động. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta chọn hình ảnh khác đi, là hình ảnh này, thì chúng ta sẽ có được cái hình ảnh đang xử lý. Và các bạn chú ý là bây giờ chúng ta có thể là dùng chuột và kéo cái tab này, kéo và giữ tab này thả qua cái view bên phải, thì bây giờ hình ảnh này nó lại nằm cái view bên phải. Hoặc đơn giản là các bạn có thể là kéo một hình ảnh như thế này. Đây, các bạn chú ý là cái tab mà đang là màu trắng như thế này thì nó đang được active, và cái tab mà nó đang tối như thế này thì nó đang là ấn xuống. Các bạn muốn mở lên thì kích vào. Đây, các bạn thấy. Và ngoài ra chúng ta có thể là kéo một cái tab như thế này thả ra ngoài thì nó là trở thành một cái cửa sổ là tự do, và chúng ta có thể là xử lý trên nó. Hoặc là các bạn có thể kéo vào lại một cái view khác. Bây giờ chúng ta hãy trở lại cái view lúc đầu bằng cách là vào Windows, chọn Arranger, chọn Console Place This On To Tab. Đây, thì bây giờ nó lại trở về một cái view duy nhất để chúng ta có thể là có không gian rộng để làm việc. Tiếp theo chúng ta hãy nhấn control 1. Như trong các bài trước mình đã mô tả thì nó sẽ
zoom 100%. Mà thấy là nó là hiện tại là nó hiển thị 100%, tức là hình ảnh hiển thị kích thước thật của nó. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái công cụ bên dưới hand tool này. Các bạn thấy là đây là hand tool. Các bạn thấy ở góc bên phải bên dưới của hand tool này là có một hình tam giác. Thì nghĩa là cái công cụ này khi mà các bạn nhấn với mà giữ click vào và giữ thì nó sẽ xuất hiện những cái option khác. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có một cái option nó tên là Rotate View Tool, nghĩa là một cái công cụ mà chúng ta có thể xoay được cái khung nhìn của chúng ta, tức là chúng ta có thể xoay cái view. Ở đây chúng ta hãy chọn nó, hoặc các bạn có thể nhấn Enter. Đây là phím tắt của công cụ này. Các bạn thấy chúng ta kích chuột vào kích và kéo vào hình ảnh như thế này thì các bạn thấy là nó sẽ xoay cái view theo ý chúng ta muốn. Các bạn thấy là chúng ta có thể là xoay trái và qua phải theo góc độ mà chúng ta là mong muốn. Và bây giờ thì các bạn nhấn Ctrl 0 thì các bạn thấy đây là cái hình ảnh, cái view mà chúng ta đã xoay theo một góc là âm 44 độ. Tiếp theo thì chúng ta hãy mở qua cái tab khác. Thì các bạn thấy những hình ảnh này nó vẫn đang ở trạng thái thẳng đứng, tức là trạng thái bình thường. Thì để làm cách nào để mà tất cả những cái hình ảnh trên cái tab khác nó đều xoay như hình ảnh thế này, thì các bạn hãy chọn là Rotate on Window, tức là trên tất cả các cái cửa sổ khác nó đều xoay theo cái cửa sổ này, thì các bạn tích vào đây. Và bây giờ chúng ta xoay thử. Đây thì các bạn thấy những cái cửa sổ khác nó cũng xoay theo ý của chúng ta, tức là xoay theo cái đối tượng mà chúng ta đang xoay như thế này. Đây là chúng ta đang xoay một góc là 21 độ. Các bạn thấy thì có là cách nào mà để chúng ta có thể là reset, tức là thiết lập lại cái trạng thái thẳng đứng cho tất cả những cái cửa sổ này, thì chúng ta sẽ nhấn vào Reset View. Thì tất cả những cái đối tượng những cái cửa sổ này nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Và đồng thời các bạn phải nhấn vào đây, tức là nó đang chọn trạng thái là Rotate on Window, thì nó sẽ reset đồng thời tất cả những cái cửa sổ. Ok, các bạn nhấn vào đây. Thì bây giờ các bạn thấy là tất cả những cái cửa sổ này nó đã yêu reset theo trạng thái là cái view thẳng đứng như ban đầu. Còn một điều nữa, chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ chọn là công cụ Marquee. Ok, hoặc các bạn nhấn phím M. Thì ở đây các bạn hãy nhấn giữ R. Chúng ta đang ở trạng thái là ở công cụ là Marquee, tức là vòng tròn. Chúng ta nhấn giữ R. Đây thì các bạn thấy nhấn vào giữ R thì nó sẽ xuất hiện cái tool là View, tool là Rotate View Tool. Thì các bạn thấy khi chúng ta xoay thì nó công tác giống như là lúc này. Và chúng ta thả ra thì nó vẫn là trở về trạng thái là Marquee, tức là nó trở về cái công cụ là Marquee. Ok, chúng ta thử nhấn giữ R một lần nữa và xoay. Đây thì đồng thời tất cả những hình ảnh khác đang xoay, vì đơn giản là chúng ta công cụ Rotate View Tool thì nó đang chọn là Rotate on Window. Và là cách nào để chúng ta có thể reset lại trạng thái về thẳng đứng cho tất cả những cái cửa sổ này mà không cần phải kích vào nút Reset View. Thì cách đơn giản, chúng ta hãy nhấn nút Escape trên bàn phím. Bây giờ mình sẽ nhấn thử nút Escape trên bàn phím.
thì tất cả những hình ảnh, những cái view nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Đây, các bạn nhấn Escape. Các bạn chú ý, ở trường hợp này thì chúng ta chỉ có thể là, các bạn thấy là chúng ta nhấn Escape thì nó chỉ có thể tác dụng cho từng cái view một, thì chúng ta hãy nhấn Escape. Được Escape đây bằng phím thì giúp chúng ta sẽ trở về cái view thẳng đứng. Vậy trong bài hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng mở nhiều cái cửa sổ làm việc trên Photoshop, đồng thời cách xoay cái view làm việc bằng công cụ Rotary View Tool. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bằng những cái công cụ hữu ích hơn trong cái series Photoshop cơ bản. Các bạn đang xem hướng dẫn trên kênh Giúp Bạn Làm Chủ CSS Design. Hãy nhấn like và hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Đồng thời, các bạn có thể được cập nhật những cái video hướng dẫn mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.